chiêm đâu, đó nó nằm ăn cái đi ăn Sài Gòn ơi. Mời ngồi nấu đồ ăn. Đi ăn Sài Gòn ơi mà nấu french fry. Chưa nấu gì vậy? Em bình đưa cái bát cho đây cá cho em. Để em nấu cái gì? What is that? Nấu cabbage. Customer đang ngồi chờ. Lettuce đâu phải vậy đâu. Customer đang ngồi chờ, khách đang ngồi chờ mà Thiên Ân nấu gì vậy? Mushroom nữa nè Thiên Ân, mushroom vừa nấu vậy. Giờ khỏi menu, let's see. I have the menu. There you go. What? Đây bánh mì chảo. Có muốn ăn bánh mì hả? And this is the ungay. It took pictures in the book. Trứng, ba tê, thịt, cá. Mayo. Cái gì? Nước tương đúng rồi. Rồi, Thiên Ân ăn đi con. Giống như đây nè. Con chấm trong đây nè, nước trong đây. Cái nước thịt nó ngon á. Tới mặt nhăn gì? Con thử nước thịt đây nè. Gì vậy? Nóng hả? Nước tương thôi. Nổ, ăn nước. Ăn bánh, mua bánh mì về ăn nước tương cho rồi. Different, cái này đâu phải ăn nước tương đó. Đây. Hả? Bỏ vô là cái huyết khối. Sao có? Đi chén nhỏ ăn súp măng cua, no súp cua. Mình ăn này cho. Ở đây là bánh canh cua, wow, nóng hổi nè. Nên chị con ăn con đụng vô cái này nóng nha. Okay. Canh này bột lọc hả? Don't touch. Cái này nha, chờ cái này nóng lắm đó. I'm wearing this. Yeah. Mấy bánh mì chấm nước bánh canh cua cũng ngon nè. Thêm một phần bánh cọt. Ăn bánh mì với là chỉ chả không? How is it? Bánh canh cua ngon không? Cá. Chị giặt chả cá. Thì ăn bánh canh cua ngon không? Còn phải kè cái miệng vô, út lên đó hả, lại đó, dịnh cái nó. Đưa miệng vô, đưa miệng vô, xí. Good. Thumbs up or thumbs down? How about anh ba? Súp ngon không? Súp cua ngon không? Ok thôi hả? Not up or not down? Đông chào. Hả? Đã bên làm người tiếng qua đông chào. Đó, làm vậy, làm ngang vậy là ok. Rồi đợi ra đi ăn bánh khọt. Để tiếng này qua tới gì? Cái đó là đéo, cái đó là tâm trạng. Nước mắm. Dạ, đúng rồi. Giống bánh xèo thôi. Ôi, anh
Bánh mì chấm nước bánh canh cua ngon ha. Good. Mình thêm mẫu bánh mì nữa chấm nước ngon lắm á. Thôi ăn cà phê nè. Thôi uống cà phê không? Không kìa. Thôi ăn cà phê. Đắng 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 đẹp đắng. Đắng mà Thiên Ân nó uống được mà con nó đắng nó đâu bị đắng đâu. Em thích cà phê sữa đá mà chị hai nói đắng sao mà anh bà good good good. Khi ăn no chưa? Ăn no chưa? Thì lâu no. Hả? No chưa? Cánh chim cua. Còn miếng chả nè. Không ăn miếng chả nè không? Nuốt chỗ. Nuốt cái bánh canh luôn phải không? Không có nhai phải không? Béo. Vì nó có cái hột dịch bất thảo. Ủa ăn hết đấy hả? Béo dễ sợ luôn ha. Cái đó ngon lắm. Nấu cháo ngon lắm. Hột trứng. Cái trứng đen đó nấu cháo ngon lắm. Cà phê ngon không? Uống hết nó có hết không mà bị đạt không xe. Con uống hết ly cà phê đó là tối con ngủ không được đó. Phải không? Bà ôm luôn được không?